về trong hoa đua nở, khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi. Xin dâng lên mẹ trên trời tấm lòng kính mến ngàn lời tạ ơn. Tháng hoa, tháng mà người người nao nức muốn đến với mẹ để dâng kính mẹ ngàn hoa tươi thắm. Những đóa hoa căng mình khoe sắc của đất trời để tôn vinh vẻ đẹp rạng người nhân đức của mẹ. Những sắc hoa lừng ngát hương thơm tỏa lan lòng tôn kính mến yêu tha thiết dâng về mẹ, và cả mùa hoa với muôn ngàn vẻ đẹp để bày tỏ lòng tri ân cảm mến mẹ. Giờ đây cộng đoàn giáo xứ Hương Yên chúng con quây quần trước tôn nhan mẹ yêu dấu để cùng nhau khai mạc tháng hoa dâng kính mẹ. Đến với mẹ, mẹ Thiên Chúa, mẹ Hồi Thánh và là mẹ gần gũi của mỗi gia đình và mỗi người, chúng con nâng hồn lên để khao khát chiêm ngắm các nhân đức sáng ngời của mẹ, cùng muốn gửi về mẹ những nỗi niềm khát khao, những băn khoăn thao thức, những đau khổ vất vả, những hạnh phúc ấm êm của cuộc sống nhân sinh. Cùng với những hy sinh vất vả tập luyện của chúng con trong suốt những ngày qua, và dâng lên mẹ những lời cầu nguyện xin tha thiết của mỗi gia đình chúng con. Hương dung nhẹ mặn mà sống
Chúa ngôi cha là nguyên thủy và cùng đích. Vì yêu thương, cha đã tác tạo mọi loài và tác tạo chúng con theo hình ảnh của cha, cho chúng con kiến thức làm con cái cha. Ước mong mọi người nhận ra lòng nhân hậu của cha qua sự dịu dàng, ánh mắt cảm thông và cử chỉ phục vụ của chúng con. Xin tạ ơn cha đến muôn đời. Ân ngài sáng soi
chọn là mẹ đấng cứu thế. Xin mẹ cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa, giúp chúng con biết noi gương mẹ sống quân phục, hy sinh quảng đại. Kính chào các thánh trên trời, các ngài là niềm tin và hy vọng của chúng con. Kính chào thánh cả Giô-se, thánh Đa-minh, thánh Vinh-sơn, thánh Phê-rô và Phao-lô, các thánh quang thầy của chúng con. Các ngài cũng đã là thân phận mỏng giòn như chúng con hôm nay. Xin cho chúng con noi gương các ngài, can đảm làm chứng cho tin mừng của Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ, để sau này chúng con cũng được với các ngài ca tụng Chúa vinh quang. Yeah.
Chúa yên bình.
rằng hành trình của cuộc sống gia đình không thể thiếu vắng trái tim yêu thương và bàn tay từ mẫu hiền dịu của mẹ đưa dẫn. Một cách đặc biệt hơn, tháng hoa cũng là cơ hội để mỗi gia đình suy ngẫm và sống ý chí của năm mục của gia đình 2015, là đồng hành với các gia đình trẻ, đồng hành để hiểu biết, yêu thương, hướng dẫn các gia đình sống ơn gọi và sự màng hôn nhân của mình như lòng Chúa mong ước và thực hiện lời hứa của Đấng Phục Sinh. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến thần thề. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con người mẹ sáng người nhân đức. Xin Chúa ban cho chúng con trong hành trình dương thế này biết luôn chiêm ngắm mẹ, để trong cuộc sống làm người, làm Kitô hữu và làm con Chúa, chúng con biết yêu thương, thánh hóa gia đình, góp phần xây dựng hội thánh và biến đổi xã hội, sống đẹp thánh ý cha. Nhờ vậy, Thiên Chúa sẽ tuân đổ ơn lành, ban sự bình an cho gia đình và cho nhân loại hôm nay đang cần ơn của Chúa. Thank you.
lòng yêu mến Chúa và tôn kính Mẹ. Maria tiếng gọi em dịu vời, Maria nguồn suối ngọt ngào an vui, Maria là mạch sống tình yêu tuôn chảy, cho chúng con sống trong Mẹ từng ngày. Xin Mẹ nhận lấy những bông hoa lòng của chúng con, cũng chính là những cánh hoa đời chúng con. Chúng con nguyện lên những bông hoa thắm tươi để thêm hương sắc cho vườn hoa của Mẹ. Chúng con tin rằng Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ đang hiện diện và mỉm cười với chúng con. Chúa Giêsu con Mẹ sẽ ban cho chúng con dư tràn ân phúc. Lạy Mẹ Maria, chúng con thật hạnh phúc khi được sống trong tình Mẹ và luôn có Mẹ cùng đồng hành. Chọn tình với Chúa trong nguồn hạnh phúc vô biên của tình Mẹ. Giữa muôn ngàn nguy khốn trên đời, chúng con mong muốn luôn được gặp tâm tình chiều mến của Mẹ, được Mẹ thương ủ ấp chở che, ủi an trong những lúc nguy khốn.